Con chào thầy cô và tất cả các bạn đã đến với buổi chương trình ngày hôm nay của con. Con tên là Cao Quỳnh Anh, học lớp 7A2, trường trung học cơ sở Thịnh Liệt. Hôm nay con xin được phép thuyết trình về sản phẩm khủng long nhảy của con. Khi bắt đầu trò chơi sẽ hiện ra một màn hình có hai cái khủng long ở trên với ở dưới. Thì khi mà mình nhảy qua cái xương rồng thì khi mà nhảy qua được 10 cái xương rồng nó sẽ tăng dần tốc độ, còn khi mà ăn được vào một cái vòng vàng giống như cái này nó sẽ có một cái viên năng lượng màu vàng vàng là cái viên này, và khi mà con khủng long ăn được cái viên này nó sẽ có khả năng là đi qua cái xương rồng trong vòng 10 giây. Sau 10 giây đó thì cái viên đấy nó sẽ xuất hiện lại lần nữa. Và nếu như mà con khủng long nó ăn trượt thì nó sẽ không không lấy được cái khả năng đấy mà nó vẫn phải nhảy. Khi mà có một con khủng long chết thì màn hình sẽ thông báo nút chơi lại hoặc là thông báo cho người chơi biết rằng là người chơi nào thắng là nút chơi lại. Về phần lệnh thì con khá là gặp lúc trong lúc làm bài thì con gặp khá là nhiều rắc rối về cái phần mà làm cho con khủng long nó đi qua được cái xương rồng. Sau đó thì con có hỏi ý kiến của thầy và thầy đã hướng dẫn con là tạo một cái biến có tên một cái biến dùng để lưu để kiểm tra xem là con khủng long đấy nó có đang ở trong trạng thái là đang ăn cái viên năng lượng không. Nếu như mà không thì con sẽ cho nó có thể dùng cái biến năng lượng, còn nếu như mà nó đang không ở nó không ăn cái biến năng lượng thì trạng thái nó vẫn sẽ chết, còn nếu như mà nó đã ăn cái biến năng lượng thì nó sẽ có thể đi qua được cái xương rồng. Con xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Con xin mời cô và các bạn nhận xét. Rồi, Quỳnh Anh đã hoàn thành xong phần thuyết trình của mình. Thầy mời bạn nhận xét nào. Hoài My nhận xét bài bạn như thầy nào. Em cho thầy là theo em thì thấy cái chương trình của bạn thì phần chức năng thì cũng đủ rồi, nhưng mà có một cái phần là khi mà gây xương rồng đi qua bạn vẫn vẫn để mấy cái xương rồng là của hai chướng ngại vật là nó đều đi bằng nhau. Tức là Hoài My cho rằng là nên để chướng ngại vật nó ngẫu nhiên thì hay hơn. Vâng. Ok, tức là nó không xuất hiện cùng lúc nữa, ý là như thế. Đúng không? Rồi, gì nữa không? Còn lại thì em thấy là nó cũng không thay đổi nhiều lắm. Ở đây thầy hỏi, ok thầy cảm ơn phần nhận xét của Hoài My. Quỳnh Anh còn nhấn ở thầy hiện ra thì cái nút chơi lại, con còn nhấn vào nút chơi lại để chơi lại được không? Được đúng không? Vâng. Ok. Thầy sẽ nhận xét bài của Quỳnh Anh như sau. Thứ nhất về kỹ thuật lập trình thì bài này cũng đã có kỹ thuật lập trình bạn yêu cầu về có đầy đủ nội dung cơ bản như chức năng hai người chơi, cái hình nền nó di chuyển hay là chướng ngại vật ngẫu nhiên, cái lúc thì cây xương rồng, lúc thì cái năng lượng. Rồi có cái thông báo người thắng cuộc và có cái phần phần có sáng tạo thêm cái chức năng chuyển màn hình và cái ăn năng lượng. Nhưng ở đây thầy đang chưa thấy con minh họa cái việc là hết năng lượng. Ở đây thứ nhất là con đếm sau bao nhiêu cái vượt qua bao nhiêu cái cây thì nó sẽ làm gì nhỉ? Con mô tả lại. Nghĩa là sau ăn vào cái viên năng lượng là sau 10 giây thì nó sẽ hết cái mà đi qua được cây xương rồng. Rồi ok. Thế còn nếu mà mình cứ nhảy qua cây xương rồng thì cứ chơi mãi mãi à? Không, bao giờ mà nó nhảy qua được 10 cái cây thì nó tăng tốc độ mà con chưa chơi được cái đấy.
À, như vậy thì con hoàn toàn tức là mình có thêm chức năng là thay đổi độ khó theo thời gian, đúng không? Vâng. Thế thì con hoàn toàn có thể minh họa lại bằng cách con nhảy qua một cái cây xong rồi nó tăng tốc độ luôn thử thế nào. Đấy, thử edit để mình minh họa chức năng đấy. Còn đang không biết nó ở đâu. Nó ở đâu ấy. Nó chứ còn mình bảo là bài của tôi hay lắm, bài của tôi có chức năng này, nhưng mà mình không demo, mình không chứng minh được thì sẽ rất là khó, đúng không nào? Bài của tôi chức năng animation hành ảnh động nọ kia nhưng mà tôi không hiển thị được, tôi không minh họa được thì làm bằng miệng thôi đấy nhá. Ok, thử tìm lại xem. Ở đây thì thầy sẽ comment thêm một chút về phần kỹ thuật lập trình. Thứ nhất và cái trải nghiệm của người chơi nữa. Thứ nhất là khi mình ăn năng lượng thì mình nên có một cái hiển thị hình ảnh nào đó, ví dụ như đổi hình ảnh của con, đổi màu, đổi hình ảnh của con khủng long đi chẳng hạn, để thể hiện là trong quá trình là tôi đang khác thường, tôi đang ăn được năng lượng, có cái bonus. Và sau khi hết cái năng lượng đấy, nó lại quay trở lại thành hình ban đầu, để mục đích để người chơi dễ dàng thấy được là đã có đang trong cái giai đoạn thưởng hay không, thưởng cho đi xuyên cây hay không. Đấy, nhỡ bây giờ hết thưởng rồi mà người ta không biết, người ta lại cứ cho đi xuyên thì lại thành thua thua oan. Ví dụ như thế, người ta không biết được là khi nào thì hết cái phần thưởng, khi nào hết 10 giây. Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai là nên hiển thị thêm, có cái nên hiển thị thêm về cái tính ngẫu nhiên, giống như cái Hoài Hoài My nói. Ví dụ như ngoài cái cây, mỗi lần cái cây nó có thêm đổi đổi hình dạng khác nhau chẳng hạn. Đấy, hay là nó hiển thị ra khác nhau đi, còn ở đây nó đang hơi đồng thanh quá. Cái việc năng lượng và cái cây nó di chuyển giống nhau thì sẽ đảm bảo chúng ta mặt công bằng. Đấy, mặt công bằng tức là người chơi một như thế nào, người chơi hai y hệt. Thua thì không đổ tại, là tại vì bên trên kia chướng ngại vật, ví dụ như xuất hiện dày đặc hơn, bên dưới xuất hiện thưa thớt hơn chẳng hạn, ví dụ thế. Nếu mình để nó đi bằng nhau thì đảm bảo về tính công bằng. Nhưng trong cái bài này thì mình nên để ngẫu nhiên. Thực ra bởi vì ngẫu nhiên nó cũng không phải là mất cân bằng lắm, vì nó là ngẫu nhiên mà nó sẽ hay hơn. Đấy, thì lưu ý đến cái phần đấy. Và ngoài ra cái phần kỹ thuật lập trình phần này đang chưa được tối ưu này. Quỳnh Anh cuộn chuột xuống một chút cái phần kiểm tra năng lượng. Đó, nếu giả sử năng mình chạm vào cây, và khi chạm vào cây mình đang không có năng lượng thì sẽ thua, đúng không? Đây là cái logic. Thế nếu mà chạm vào cây và có năng lượng thì đặt TT bằng chu. Và cái lệnh này thì sao? Các bạn khác có nhận xét gì với cái lệnh này không? Nó không để làm gì cả, không có cũng không sao, vì nếu mà không chạy cái này thì trạng thái nó vẫn bằng chu, mà trạng thái ban đầu nó vẫn bằng chu, chạy xong cái này nó vẫn bằng chu, nó không có tác dụng gì. Tức là nếu ở đây con không cần kiểm tra cái này, đúng rồi, nếu mà làm sao kiểm va chạm xảy ra và đồng thời năng lượng đang bằng force thì tôi mới làm sao, thì tôi mới cho nó thua, còn không thì tôi không làm gì cả. Đấy, thì thậm chí tôi còn thì tôi liên tục kiểm tra rồi nhưng mà lúc ý năng lượng đang bằng chu thì sao, thì tôi không làm gì. Đấy, tôi vẫn tiếp tục vòng lặp thôi, chương trình game vẫn tiếp tục. Đấy, thì lưu ý để cho tối ưu hơn nhá. Cả cái này như thế. Ok, đâu không, cái này khác, cái này khác, cái này là năng lượng rồi. Và cuối cùng là con chưa minh họa cái phần là khi hết năng lượng, bây giờ con thử đổi lại năng lượng đâu đó trong khoảng 3 giây thôi. Đấy, sau đó để lập trình, để demo cái việc là trong lúc sau khi ăn năng lượng hoặc là 5 giây gì đó, để mình minh họa việc sau khi ăn năng lượng xong tôi đi xuyên được. Nhưng sau khi đi xuyên xong, đúng không, hết 3 giây thì nó lại bị đâm như bình thường, thì con phải minh họa cái đấy. Thử xem. Ở đây lưu ý thực tế ra là FPS của con chưa chắc đã được bằng 200 đâu. Con thiết lập bằng 200 chưa chắc nó được đâu. Nhưng mà thôi, con cứ để đi, để thử đi. Bởi vì lúc nãy thầy để ý thấy là nó hơn 10 giây mà nó vẫn đi xuyên được. Đấy, mình mong muốn FPS của mình bằng 200, nhưng thực tế cái máy của mình chưa chắc, nhưng nó yếu hơn. Đấy, ok, con chạy thử xem. Bật dư lên nó mới lát ấy thầy, ban đầu con đếm đủ mấy giây
Đúng rồi, đây cái và cái đấy là khái niệm chính là gì, là nó bị drop FPS hay là gọi là bị tụt FPS ấy. Bạn nào hay chơi game mà đi biết đấy, làm ví dụ như máy sử dụng tác vụ nặng các thứ. Nào bây giờ thử xem nào, ăn rồi, 1 2 3. Ok, đi xuyên qua cây này, chắc chắn cái cây này con cố tình cho đâm xem, con cố tình cho đâm xem đấy, đúng không? Như vậy là có vẻ đang chưa chuẩn lắm. Không, thử xem, bây giờ thử frame bằng lớn hơn 200 thôi, 1 giây gì đó chẳng hạn đấy, thử xem. Thử cái thời gian bé thôi, tức là kể cả mình chấp nhận cho cái gì nhỉ, ăn mình chấp nhận cho cái ăn năng lượng, vừa ăn xong phát mất hiệu lực luôn chẳng hạn đấy, nhưng cũng thử xem nào. Bây giờ thử ăn năng lượng là đầu tiên đi, rồi bây giờ thử cho đâm đi đấy, mình chỉ có 1 giây thôi nhá. Đấy, bây giờ cố tình né đi, bây giờ con cố tình né cái này đi, đừng ăn cái này. Ôi thôi lại lỡ ăn mất rồi. Đấy, nhưng mà đấy thì ở đây thì mình sẽ phải xem lại. Hoặc là ví dụ như con để 1 frame thôi, ăn một cái mất luôn chẳng hạn. Xem nó có bị làm sao, xem nó có bị tình trạng là đấy 1 frame thôi nhá, 1 frame thì chắc chắn là ăn phát là mất hiệu lực luôn. À nhưng mà nếu mà một frame thôi thì sao, thì cái kia nó sẽ bị xuất hiện liên tục, nhưng mà thôi không sao. Cứ thử xem. Đấy, bây giờ cố tình đâm vào. Đấy, thấy chưa? Rõ ràng 1 frame ăn vào một cái là mất hiệu lực luôn, sang frame tiếp theo là mất hiệu lực luôn, nhưng nó đang chưa ổn. Đấy, thì ở nhà test đã chưa chưa test hết 10 giây bao giờ à? Con không chơi được mẹ. Không chơi được thì nào? Ở nhà ấy, lúc trước khi trước cái buổi này là chưa test, quên chưa 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 thử cái việc mà hết 10 giây thì nó hết hết hiệu lực ấy, chưa thử à? Chưa chơi được mẹ. Chưa chơi được đến 10 giây. Ok, thì thường khi mình test ấy, mình có thể làm sao, mình cho cái bên trên dừng lại, người chơi một dừng lại, mình chỉ chơi người chơi hai thôi để mình test thử xem nhá, với cả cho cái thời gian test nhỏ thôi thì mình test cho dễ. Ok chưa? Đấy thì như vậy thì bài vẫn còn một cái lỗi liên quan đến việc ăn năng lượng. Như vậy thì ở đây thì xem còn cái phần nào nữa không, hình như còn một phần nữa thôi rồi. Bài của mình những cái phần khác thì nhìn chung là không có vấn đề gì đấy, đang hiện tại đang lỗi cái năng lượng thì thôi, và cố gắng suy nghĩ làm sao để hiển thị được, mình show được ra cái trạng thái có năng lượng hay không thì sẽ là cái xịn nhá. Thì sau cố gắng phát triển thêm cái đấy nữa thì tốt rồi. Ok, thì đấy là phần kỹ thuật lập trình trong bài của Quỳnh Anh. Ngoài ra phần kỹ năng thuyết trình của mình thì kỹ năng nói của mình thì phần kỹ năng thuyết trình là một điểm mạnh của mình thuyết trình khá là tốt. Nội dung thuyết trình cũng tương đối đầy đủ, chẳng qua chỉ có cái phần chia sẻ thì mình đang chia sẻ hơi ít, gần như chưa chia sẻ gì về, à mình có chia sẻ về những khó khăn gặp phải, ở đây mình có thể bổ sung thêm chia sẻ về cái ý tưởng phát triển trong tương lai đấy nhá. Và ngoài ra thì cái kỹ năng nói là một cái thế mạnh của mình trình bày lưu loát và tự tin. Ok chưa? Ở đây Quỳnh Anh cần thầy hỗ trợ câu hỏi gì không? Ở đây chắc là thắc mắc mỗi cái phần lỗi này thôi đúng không? Chắc là sẽ thắc mắc phần lỗi. Nếu cuối giờ còn thời gian thì thầy sẽ quay lại hỗ trợ con nhá. Cho con rồi, ok. Như vậy thì Quỳnh Anh đã hoàn thành xong phần thuyết trình.